Hôm nay thì Hương Nguyễn sẽ hướng dẫn cho quý vị cái cách mà để mà mình sử dụng trầm hương và mình bảo quản trầm hương cái mùi cho đúng cách nha quý vị nha. Khi mà mình đeo cái vòng trầm hương như thế này nè quý vị, mình khi mà mình thứ nhất là mình tránh lotion trực tiếp vào cái cổ tay, chứ không phải là trên người mình không được xức lotion nha quý vị. Tại có nhiều người hiểu sai ý Hương Nguyễn là mình cái nơi nào mình đeo thì mình tránh lotion, chứ không phải là cái chứ không phải là mình trên người mình không được xức. Tránh lotion và tránh nước trực tiếp vào cái cổ tay và dầu thơm trực tiếp vào cổ tay. Có nghĩa là những cái nơi nào mình đeo trầm là mình phải tránh ba thứ đó để bảo quản cái mùi trầm nó là vĩnh viễn. Vì là trầm hương 100% á thì nó sẽ giống như là nó rất là dễ bám những cái lotion vào cái hạt trầm, nó sẽ làm bạc đi cái màu trầm không đẹp, và nhiều lần nó sẽ làm mất đi cái mùi trầm, vì mùi trầm nó chỉ thoang thoảng nhẹ nhẹ thôi quý vị. Mà mình xức lotion cái mùi nó mạnh quá thì nó nhiều lần nó sẽ bám vào cái hạt trầm này, thì cuối cùng mình hửi cái vòng nó toàn là mùi lotion không, chứ nó không có cái mùi trầm nữa. Và khi mà quý vị xài cái chuỗi 108 như thế này á, mình tránh nước, tránh lotion, tránh dầu thơm, cái cách bảo quản của nó cũng rất là dễ quý vị. Khi mà mình rửa tay á thì mình có thể nắm nguyên cái chuỗi trầm như thế này nè, mình kéo xích lên đây, nó chỉ giãn thôi chứ nó không đứt nha quý vị. Nó chỉ giãn thôi và nó rất là khó đứt, nó chỉ giãn thôi. Thì mình rửa tay và mình lau khô cái cổ tay của mình và mình kéo ngược xuống lại đó. Và khi nếu như mà người nào mà sử dụng nước nhiều á thì mình có thể tháo cái chuỗi 108 này ra luôn, mình trồng hẳn lên cổ, mình đeo hẳn lên cổ luôn, mình trồng hẳn lên cổ luôn cũng rất là đẹp. Trồng hẳn lên cổ luôn đó, làm dây chuyền. Và cái cách bảo quản thứ hai để mà mình giữ cái mùi trầm nó được lâu hơn thì khi mà mình không đeo nữa đó, mình tháo ra và mình bỏ vào cái hũ như thế này nè quý vị. Vì cái hũ thủy tinh như thế này bên công ty trầm Hương Nguyễn lúc luôn luôn khách hàng mua lúc nào cũng có đưa cái hũ cho khách. Cái hũ thủy tinh như thế này nó sẽ giữ được cái mùi trầm đó, cho nên khi mà mình không đeo á, mình phải lột ra, mình bỏ vào cái hũ như thế này đó, mình bỏ vào cái hũ như thế này và mình đậy nắp lại đó, để cho nó giữ mùi. Khi mà mình không đeo là mình phải bỏ vào cái hũ như thế này. Còn nếu mà mình bỏ vào những cái hũ mà những cái hộp gỗ, hộp này hộp kia thì nó rất là đẹp, nhưng mà nó sẽ bị hút cái mùi trầm, vì những cái hộp gỗ nó sẽ có cái mùi keo rồi quý vị, nó sẽ hút cái mùi trầm không có tốt. Cho nên là mình phải bảo quản bằng cách là mình bỏ vào cái hũ thủy tinh như thế này hoặc là bằng mica như thế này để mà mình bảo quản cái mùi trầm cho nó tốt. Khi mà mình không sử dụng là mình luôn luôn phải bỏ vào cái hũ như thế này đó. Và khi mà mình đeo lâu ngày nó bám tạp chất hay gì đó, mình cảm thấy nó bị giảm mùi, quý vị có thể bỏ vào cái hũ như thế này, đậy nắp lại khoảng 2 cho đến 3 tuần quý vị lấy ra lại thì cái mùi trầm nó sẽ trở lại nha. Cái mùi trầm tự nhiên 100% thì nó không bao giờ mà nó mất, nếu mà mình bảo quản đúng cách thì nó cái mùi nó là vĩnh viễn. Cho nên là khi mà mình không sử dụng thì nhớ luôn luôn nhớ là bỏ vào cái hũ này và đậy nắp kỹ lại cho Hương Nguyễn như thế này nha quý vị nha. Rồi, và xin chào và hẹn gặp lại.